Bộ phim Trong Vòng Lửa Đạn là câu chuyện chiến tranh có thật, kể về 71 học sinh anh dũng chiến đấu đã thay đổi cả vận mệnh cuộc chiến tranh năm 1950. Vào cuối năm 1945, Triều Tiên đánh bại được phát xít Nhật và giành độc lập. Vĩ tuyến 38 đã tạo thành một hàng rào giữa miền Bắc theo chủ nghĩa Cộng sản, miền Nam thân với Mỹ. Ngày 25 tháng 6 năm 1950, đánh dấu khởi đầu của cuộc chiến Triều Tiên. Đó là cuộc xung đột quy mô lớn đầu tiên sau Thế chiến thứ hai và khu vực xung quanh Po Khang đã chứng kiến những cuộc đụng độ dữ dội giữa Sư đoàn 3, Bộ binh 5, Nam Triều Tiên và quân Bắc Triều Tiên trong 40 ngày. Quân Nam Hàn chỉ toàn rút lui, không còn nơi để lùi, họ chỉ còn cách chờ quân đồng minh ở bờ sông Đắk Nông tới tiếp viện. Sau nhiều ngày không thấy quân chi viện, Sư đoàn trưởng Trăn Sắc trở về. Người lao trực tiếp vào phòng của chỉ huy, chỉ trích tại sao lại không cho quân tiếp viện, đã hàng trăm nghìn người thiệt mạng, rút lui hàng nghìn cây số, nhưng vẫn chưa thấy quân tiếp viện đâu. Lúc này chỉ huy mới nói, làm méo gì có quân chi viện mà gửi lên, ta có 3 sư đoàn ở sông Đắk Nông, dù cho có 5 hay 10 sư đoàn thì cũng chỉ để giữ sông Đắk Nông. Đó là lệnh của cấp trên, sông Đắk Nông sẽ là một dòng sông máu, không thể lùi bước vì đó chính là vòng tuyến cuối cùng. Chuyển cảnh, một chiếc xe tải chở những thương binh từ chiến trường về, khi Trăn Sắc ra cửa thì bắt gặp một chàng trai, cậu ta tên là Sang U. Sang U là một học sinh mới xin vào làm lính. Trong cuộc đấu gần đây, cậu đã bị thương và được đưa trở về căn cứ. Sau khi chữa lành thì cậu được đưa đến đây, rồi sư đoàn trưởng, Trăn Sắc tập trung tất cả mọi người lại với nhau. Quân số gồm 68 người lính mới, 3 người lính cũ, tổng số là 71 người. Mỗi người được phân phát cho một khẩu súng và 250 viên đạn. Mọi người lần lượt xếp hàng. Sau đó sư đoàn trưởng liền giao cho Sang U làm chỉ huy. Mọi người không phục, đòi bầu theo số đông nhưng sư đoàn trưởng quyết tâm bầu Sang U vì cậu ta đã từng thực chiến rồi. Sư đoàn trưởng giao nhiệm vụ cho đội là giữ và bảo vệ Po Hang, vì Po Hang có vị trí quan trọng tới sự an toàn của sông Đắk Nông. Nếu kẻ địch vượt qua được sông Đắk Nông thì tất cả sẽ chấm hết. Và phải bảo vệ đến thứ tư tuần sau, lực lượng đồng minh sẽ đến tiếp viện. Sau khi giao nhiệm vụ xong thì sư đoàn trưởng cùng mọi người rời đi. Cùng lúc đó, Bắc Triều Tiên cũng đã đến bên bờ sông Đắk Nông. Chỉ huy trưởng ra lệnh cho bơi vượt sông. Lúc này Sang U bắt đầu giao nhiệm vụ cho mọi người, cả đội chia nhau ra làm hai đội, một đội chôn xác, một đội phòng tuyến. Nhưng Kang Hee không phục, đứng lên quấy phá. Anh ta không phục vì Sang U không có tài cán gì mà lại được làm chỉ huy. Nhưng anh ta cũng biết, đấy chính là mệnh lệnh của cấp trên, nếu làm sai mệnh lệnh sẽ bị bắn, nên Kang Hee cũng không dám làm lớn chuyện. Trong lúc bắn tập, mọi người ai nấy cầm súng đều run rẩy. Kang Hee cũng không ngoại lệ, chơi hết cả băng đạn nhưng vẫn không ai trúng viên nào. Có quá, anh ta rút dao, tiến ra trước, phi một dao đâm xuyên táo luôn cái nồi nấu cháo. Tuy rằng anh ta hơi khó chịu nhưng kỹ năng dùng dao của Kang Hee quả là tuyệt vời. Rồi nhóm 3 người Kang Hee được giao nhiệm vụ gọt khoai tây. Khi đang nói những lời đàm tiếu qua loa linh tinh, bất ngờ anh chàng tìm thấy được quả lựu đạn. Quả lựu đạn này có thể nổ bay cả một căn nhà. Anh béo thấy thế liền đưa quả lựu đạn ra trêu đùa khiến mọi người vừa buồn cười vừa sợ. Rồi bằng sự ngu rốt của anh béo. Cái méo gì thế này? Vứt đi, ném đi, chu choa mả ơi, tung qua tung lại, cuối cùng bay vào rổ khoai tây. Rất may cả ba đã chạy ra được khỏi nhà. Sau đó, vì quả lựu đạn nổ toang nên cả đội chẳng còn khoai tây để ăn. Sau một ngày mệt mỏi, Sang U trở về phòng viết bức thư cho mẹ, nghĩ về ngày mà anh đã rời xa mẹ mình để ra chiến trường. Rồi cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đột nhiên lính gác chạy đến gọi khiến Sang U bật dậy, mắt nhắm mắt mở, ra ngoài hóng xem có chuyện gì. Hóa ra đó chính là một nhóm người Bắc Hàn đang đi tuần tra. Sang U lập tức ra lệnh cho trung đội tập hợp lại thành hình tròn, cả đội thấp người thò tai ra nghe ngóng. Chúng ta còn chưa được ăn no, sau chuyện này chúng ta có thể trở về nhà được không? Đột nhiên cậu nhóc vô tình làm lộ vị trí, hai bên giương súng lên, cứ thế từng viên đạn găm vào người lính Bắc Triều Tiên, còn trung đội Nam Triều Tiên vì có hàng rào nên không ai bị thương cả. Cả đội ra kiểm tra, tất cả mọi người đã chết, chỉ còn duy nhất một người, miệng liên tục gọi, mẹ ơi, cuối cùng, Sang U đã tiễn anh ta về với đất mẹ. Tuy là Sang U súng tay, nhưng trong lòng anh rất day dứt, trong lòng anh thầm nghĩ, mẹ ơi, hôm nay con đã giết một người lính Bắc Hàn, con nghe nói người Bắc Hàn là một lũ quỷ với những cái đầu có sừng. Nhưng những lời vừa rồi từ miệng anh ta đang gọi mẹ mình, mẹ ơi, sao con lại phải tham gia cuộc chiến này, những cảm xúc phức tạp và đau đớn này, con nghĩ trái tim mẹ sẽ tan vỡ nếu mẹ biết đến chúng. Hôm sau, Sang U ra lệnh cho mọi người lập các chốt gác ở xung quanh, tranh thủ lúc anh em đang tìm kiếm đồ, Kang Hee làm hơi thuốc xả sờ chết, thì được một anh chàng nhắc nhở không được hút thuốc. Nóng mặt, Kang Hee nói rằng đừng lo chuyện bao đồng. Hai bên đôi co nhau thì Sang U gạt điếu thuốc đi. Đột nhiên tiếng súng vang lên, tất cả mọi người đều hoảng hốt cúi thấp người. Nhưng vì hoảng sợ quá, anh chàng này không cúi được người nên đã bị xuyên táo, trở về với ông cụ ông phải.
thấy người anh em của mình ngã xuống, Kang Hee sôi máu đuổi theo, mọi người cũng đuổi tụt quần theo phía sau, Giang U bắn đuổi thao mấy viên. Nhưng độ lì lợm, lăng ba vi bộ của tên địch cũng không phải là tầm thường. Mọi người đợi đến một đồng cỏ, ở đây, địch đã chuẩn bị sẵn, tất cả đã dính vào bẫy của địch, lúc này chỉ vài người kịp nằm xuống, những người còn lại cứ thế mà đổ máu. Kang Hee tiếp cận, áp sát địch tiêu diệt cánh trái, Giang U đứng dậy solo 1v4, thấy hỏa lực không thể thắng được, quân địch liền chạy tụt quần, trở về căn cứ, Kang Hee chôn cất kỹ càng cho người anh em của mình. Còn Giang U ra lệnh cho tình báo, gọi điện báo cáo với sư đoàn trưởng, quân của Bắc Triều Tiên đang giữ chân sư đoàn trưởng, ông sẽ cố gắng gọi quân tiếp viện sớm nhất cho Giang U, ra lệnh cho cậu phải chống cự trong 2 giờ tiếp theo. Tiếp viện sẽ tới, tình hình ở chiến trường còn tệ hơn rất nhiều. Nhưng sư đoàn trưởng vẫn tìm chỉ huy để xin quân chi viện cho Giang U giữ Po Hang, nhưng chỉ huy không đồng ý vì hiện tại sông Đắk Nông giờ đang là bể máu, quân Bắc Triều Tiên ra sức đánh khiến quân Nam Triều Tiên tổn thất nặng nề, không đủ quân chống cự chứ đừng nói đến chuyện gửi quân đi tiếp viện cho Po Hang. Sau đó chỉ huy đến gặp chỉ huy của Mỹ, ông ta đưa cho 2 quả tên lửa Bazooka, nó có thể ngăn chặn được xe tăng của Bắc Hàn. Cùng lúc đó chỉ huy của Bắc Hàn bắt được một người lính trong đội của Giang U, rồi ông ta đưa đến căn cứ của Giang U. Mọi người thấy người của Bắc Hàn thì lập tức cảnh giác đề phòng, ông ta thả người rồi tìm người cầm đầu căn cứ là Giang U. Ông ta nói rằng trong 2 giờ tới, vào lúc 12 giờ trưa, quân của Bắc Hàn sẽ ập vào đây và đánh chiếm nơi này, nếu như treo cờ trắng và đầu hàng thì tất cả sẽ được tha. Rồi ông ta rời đi, sau đó Kang Hee chỉ trích anh chàng là người phản quốc, bán nước, đánh đập anh ta tơi bời. Chưa hết, khi Giang U ra ngăn cản thì Kang Hee thách thức luôn cả Giang U. Kang Hee lao lên đấm Giang U một phát, nhưng chỉ huy là chỉ huy. Giang U đứng dậy tiến tới cho Kang Hee một vả, hai bên lao vào đánh nhau, trao đổi chiêu thức võ công gia truyền. Cuối cùng cả hai không chịu được đau nên đã dừng lại. Lúc này bên phía Bắc Hàn đã tập hợp lại trước Po Hang, chưa thấy Po Hang treo cờ trắng đầu hàng. Lính nói rằng tấn công ngay, nhưng chỉ huy biết rằng Giang U không phải là một người dễ đối phó. Tao là chỉ huy hay mày là chỉ huy? Nói thêm một lời nữa là tao sẽ gửi mày về Trung ương Đảng. Trong cái quan tài, mọi người ở Po Hang lúc này tìm vũ khí, gia tăng sức mạnh phòng thủ, tìm thấy xăng dầu, bom đạn để đối phó lại với Bắc Hàn, rồi mọi người tập hợp lại, viện binh sẽ sớm đến hỗ trợ trong 1 giờ nữa, đồng nghĩa với việc phải cầm cự trong 1 giờ nữa. Tất cả mọi người ở đây đều là lính học sinh, cùng nhau đoàn kết, đánh bại quân Bắc Hàn, chờ viện binh tới, chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Giang U phát hiện ra kẻ địch đang tiến đến, lập tức cho bắn cối, khiến mấy thằng bay màu. Chỉ huy của Bắc Hàn lúc này cay dày lắm rồi, hắn lập tức cầm súng lên, ra lệnh cho đội quân lao lên, nhưng tất cả đã được Giang U chuẩn bị trước. Kéo dây cái nhẹ, những quả mìn được kích hoạt, nổ tung mấy chục tên địch, rồi thò nhẹ cái đầu lên bắn, khiến quân của Bắc Hàn không kịp trở tay. Lúc này quân chi viện đang trên đường tới, vì có xe bọc thép nên hỏa lực của địch quá mạnh, một người cầm bom xông lên cảm tử, khiến chiếc xe nổ tung. Khi tất cả đã đến đường cùng, đột nhiên một xe đồng minh từ đâu lao đến, cứ thế ngồi trên xe, dùng 6 nòng quay như trong chóng, quân địch không kịp trở tay. Lúc này mọi người như lấy lại được tinh thần, xung sức chiến đấu, một chiếc xe tăng bọc inox khai hỏa, nổ tung cả trường học, chàng trai đeo kính, học thức đầy mình, cầm bom lên cảm tử, cuối cùng cũng phá được xích, vô hiệu hóa xe tăng. Khi chúng ta quay lại ngôi trường này, cậu nên đi học cho đàng hoàng. Tôi là lính học sinh, chúng ta đều là lính học sinh, rồi cả hai lao ra, quyết đấu một phen tới hơi thở cuối cùng. Trung đội cứ thế, lần lượt mất đi từng người. Lúc này quân chi viện đã tới, bắn 3 giọt ca, khiến xe tăng nổ tung. Lúc này, phía bên Bắc Triều Tiên đã xảy ra xung đột, chỉ huy đang cay giấy, lại thêm cay giấy hơn, giơ súng lên xả một băng khiến tên kia trở về với cát bụi luôn. Giang U và Kang Hee lúc này đã bị trúng đạn, cả hai đều khuỵu xuống. Chỉ huy Bắc Hàn giơ súng bắn vào Kang Hee, rồi kết liễu anh. Giang U bị thương quá nặng, không thể làm gì hơn ngoài nhìn người anh em của mình bị giết. Trong lúc tên chỉ huy kia đang khua môi múa mép, Giang U móc từ trong túi ra viên đạn, nạp đạn, rồi thành công bắn trúng tên chỉ huy, nhưng anh cũng đã kiệt sức. Rồi cuối cùng, sư đoàn trưởng đã đến kịp thời để cứu Giang U, rồi chạy đến ôm lấy Giang U vào lòng. Giang U lúc này đã mất. Kết phim, tất cả mọi người cùng nhau chụp một tấm ảnh lưu niệm. 71 người, 71 học sinh, 71 người lính trẻ đã cùng nhau chiến đấu và thay đổi vận mệnh của cuộc chiến tranh năm 1950. Hello, xin chào tất cả mọi người. Các bạn cảm thấy bộ phim hôm nay như thế nào? Nếu các bạn thấy hay thì ấn like và đăng ký kênh của mình nhé. Và đừng quên để lại những nhận xét ở phần bên dưới nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp các bạn ở những bộ phim tiếp theo. Bye bye.